sáng ngày 13 tháng 2, tức mùng 4 Tết Giáp Thìn 2024, tại thủ đô Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Điện Kính Thiên, khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, dân hương tỏ lòng thành kính, tri ân công lao các bậc tiền nhân. Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Tránh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu đã thành kính dân hương, cẩn cáo trước anh linh các bậc tiền nhân Với những thành quả xây dựng, phát triển đất nước, cầu mong cho quốc thái dân an, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đây là nơi ghi dấu lịch sử nghìn năm, hội tụ hồn thiêng sông núi, tinh hoa văn hóa dân tộc, nơi các triều đại kế tiếp nhau mở mang nghiệp nước, xây dựng và bảo vệ non sông gấm vóc, bồi đắp truyền thống lịch sử, văn hiến lâu đời của dân tộc, lưu truyền đến thời đại Hồ Chí Minh ngày nay. Do đó, mỗi cán bộ, công nhân viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp sức mình gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và của Thăng Long Hà Nội, bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử văn hóa của khu di sản đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa thế giới. Điện Kính Thiên được xây dựng năm 1428 thời Lê trên nền điện Càn Nguyên thời Lý, điện Thiên An thời Lý Trần. Đến thời Nguyễn, vua Gia Long cho xây dựng một tòa thành mới. Điện Kính Thiên thời Lê vẫn là trung tâm của khu hành cung thời Nguyễn mặc dù quy mô đã thu hẹp hơn trước năm 1841 nhà Nguyễn đổi tên là Điện Long Thiên thêm rồng phía trước Điện Kính Thiên được tạo tác năm 1467 thời vua Lê Thánh Tông từ đông sang tây dài 13m tạo thành ba lối lên xuống lối chính giữa dành cho vua đi hai bên dành cho quần thần thêm rồng phía sau được tạo tác khoảng cuối thế kỷ thứ 17 đầu thế kỷ thứ 18 hai bên thành bậc thang trang trí hoa sen uyên ương sóng nước mây lửa đao mát cà hóa rồng rất trao chuốt tinh xảo đây là những di vật vô cùng quý giá của văn hóa dân tộc việt nam